Đây là món bò xào đầu ve, bia hơi của anh vừa làm xong. Cùng mọi người xem và xin chào mọi người, hôm nay bia hơi của anh sẽ cùng mọi người làm món bò xào đầu ve nhá. Thì chúng ta chuẩn bị cho mình 200g thịt bò. Chúng ta nên chọn thịt bò ngon một xíu nhá. Với lại đầu ve, ít hành tỏi băm. Thì bắt đầu vào thì gia vị chúng ta chỉ cùng bột ngọt đường với hạt nêm với nước mắm tiêu thôi. Thịt bò thì chúng ta thái lát mỏng để chúng ta xào nhá. Để chúng ta chia làm đôi miếng thịt bò ra, chúng ta thái mỏng. Chúng ta xào. Đầu ve chúng ta bỏ hai đầu, chúng ta thái làm đôi nhá. Mình thái làm đôi như vậy. Để mình xào nhé. Đến đây chúng ta thái một ít hành lá, mình chọn cái hành lá mình cho vào đầu ve, mình xào cùng một đầu ve luôn. Và chúng ta bỏ đầu ve vào rổ nhé. Chúng ta cho hành tỏi băm vào, chúng ta xịt thơm lên nhá. Khi nào hành tỏi nó vàng thì chúng ta cho đổ ve vào sau. Đến đây chúng ta cho một ít dầu hào vào nhá, một ít tương ớt, một chút nước mắm, một chút tiêu. Chúng ta đảo đều. Cho thêm một ít nước vào nhé, để làm cho đầu ve nó chín đấy. Để chúng ta cho nửa thìa hạt nêm và nửa thìa bột ngọt vào. Đến đây chúng ta cho bò vào nhé mọi người. Bò thì còn vừa chín tới là được rồi, tại vì đầu ve nó chín rồi, cho bò mình xào chín tới là xong. Bên ai cho ai ăn ớt thì cho ớt vào nhé. Rồi. Đến đây chúng ta tắt lửa, chúng ta cho thêm ít tiêu vào nữa, mình tạo mùi hương ấy. Rồi, mình cùng múc cho làm món bò xào đầu ve, bia hơi của anh vừa làm xong.
cùng mọi người xem và cùng mọi người thưởng thức nhé. Cách nấu cũng đơn giản chứ không có phức tạp gì hết. Mọi người xem cách nấu như thế nào rồi để nếu mà thấy hay thì like và ủng hộ Bí Hơi Quán nhé mọi người. Xin cảm ơn mọi người. Mình cho ít rau mùi lên cho nó hấp dẫn. Chào tạm biệt mọi người.